Cuốn 52 Giải thích Phẩm Hội Tông thứ 24 Kinh Đại Bát Nhã ghi Phần 2 Phẩm Tùy Thuận thứ 22 Kinh Bấy giờ Tuệ Mạng Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, Phật trước sai Tu Bồ Đề Thuyết Bát Nhã Bà là mật cho các Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau này bèn nói Đại Thừa Tu Bồ Đề Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, con nói Đại Thừa sẽ không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy Tu Bồ Đề, không, ông nói Đại Thừa tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật, không lìa Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hết thảy pháp lành, pháp trợ đạo, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp bích chi Phật, hoặc pháp Bồ Đề, hoặc pháp Phật, hết thảy pháp ấy đều nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp lành, pháp trợ đạo, pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát, pháp Phật, đều nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo Tu Bồ Đề. Đó là thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, bảy giác phần, tám thánh đạo, không vô tướng, vô tác, giải thoát môn, Phật mười lực, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung, tướng không sai lầm, thường xả hành. Tu Bồ Đề, cùng các pháp lành khác, pháp trợ đạo, hoặc pháp thành văn, hoặc pháp bích chi Phật, hoặc pháp Bồ Tát hoặc pháp Phật đều như vào trong Bát Nhã Ba La Mật, Tu Bồ Đề hoặc Đại Thừa hoặc Bát Nhã Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật hoặc sắc thọ tưởng hành thức, nhãn và sắc, nhãn thức, nhãn xúc, các thọ do nhãn và xúc làm duyên phát sinh, cho đến ý và pháp, ý thức, ý xúc, các thọ do ý và xúc làm duyên phát sinh, địa trùng cho đến thức trùng, bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, không vô tướng, vô tác giải thoát môn, và các pháp lành hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, hoặc cõi dục, hoặc cõi sắc, hoặc cõi vô sắc, hoặc nội không cho đến vô pháp hữu pháp, pháp không, các môn tam muội, các môn đà la ni, Phật mười lực cho đến 18 pháp không chung, hoặc Phật pháp, hoặc Phật pháp tánh, như như thật tế, bất khả tư nghị tánh, niết bàn, hết thảy các pháp ấy, đều không hợp không tán, không sắc không hình, không đối, chỉ một tướng, đó là vô tướng. Tu Bồ Đề do nhân duyên ấy, nên ông nói Đại Thừa tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Tu Bồ Đề, vì Đại Thừa không khác Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật không khác Đại Thừa. Bát Nhã Ba La Mật và Đại Thừa không hai không khác. Thí Ba La Mật không khác Đại Thừa. Đại Thừa không khác Thí Ba La Mật. Thí Ba La Mật và Đại Thừa không hai không khác, cho đến Thiền Ba La Mật cũng như vậy. Tu Bồ Đề, bốn niệm xứ không khác Đại Thừa. Đại Thừa không khác bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ và Đại Thừa không hai không khác, cho đến 18 pháp không chung không khác Đại Thừa. Đại Thừa không khác 18 pháp không chung. 18 pháp không chung và Đại Thừa không hai không khác. Tu Bồ Đề do nhân duyên ấy, nên ông nói Đại Thừa, tức là nói Bát Nhã Ba La Mật. Luận Luận giả nói, Phú Lâu Na, tuy tự mình không nghi, chỉ vì kẻ tân học, độn căn, không hiểu nghĩa một mà tên gọi khác, nên đặt câu hỏi. Tu Bồ Đề liền đem việc ấy bạch Phật. Phật pháp thậm thâm, điều con nói sẽ không có lỗi chăng? Phật đáp, ông nói Đại Thừa tùy thuận Bát Nhã, không có sai trái. Nghĩa là lúc đầu đã luận rồi, này Phật dạy cho nhân duyên tùy thuận, đó là hết thảy pháp lành, thuộc ba thừa, đều tụ hợp vào trong Bát Nhã Ba La Mật. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp lành của ba thừa đều vì niết bàn. Cửa vào niết bàn có ba, hết thảy pháp đều vào cửa không, cửa vô tướng vô tác, như trì giới hay sinh thiền định hay sinh thật trí tuệ vì không nhiễm trước thế gian. Những gì là pháp trợ đạo của ba thừa nhiếp vào trong bát nhã? Đó là 6 ba la mật, 37 phẩm, ba cửa giải thoát, Phật mười lực, bốn việc không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không chung, tướng không sai lầm, thường xả hành. Trong đó 37 phẩm, ba cửa giải thoát là pháp chung của Bát Thừa, 6 ba la mật là pháp của Bồ Tát, mười lực cho đến thường xả hành là pháp của Phật. Có người nói 6 ba la mật có đầy đủ, có không đầy đủ. Không đầy đủ là pháp chung của cả hai thừa, đầy đủ là pháp riêng của Bồ Tát. Lại nữa, Đại Thừa không, Bát Nhã ba la mật cũng không. Nghĩa không là một, Tu Bồ Đề, tùy thuận không lầm,
Như Bát Nhã Ba La Mật không, năm Ba La Mật cho đến như như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghị tánh Niết Bàn cũng như vậy. Lại nữa, từ Bát Nhã Ba La Mật cho đến Niết Bàn đều là không hợp, không tán, không sắc, không hình, không đối, chỉ một tướng, đó là vô tướng. Vì đồng tướng nên nói Đại Thừa là Bát Nhã Ba La Mật, Đại Thừa và Bát Nhã không hai không khác vậy.